Rất vui mừng được gặp lại toàn thể quý vị và các bạn yêu âm thanh trên toàn quốc tại chuyên mục tư vấn và tiếp thị các sản phẩm của Loa Kéo Xanh. Quý vị và các bạn thân mến, video clip hôm trước mình đã giới thiệu đến quý vị chiếc loa kéo ProSync VK12 Infinity. Nó là một trong những mẫu loa bán rất chạy của thương hiệu này và nó đánh dấu cột mốc, đó là Loa Kéo Xanh chính thức trở thành đại lý phân phối cấp 1 của hãng ProSync. Và trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một sản phẩm hot không kém, đó là chiếc ProSync VK15 Super, một mẫu loa kéo 4 tấc độc quyền của hãng này. Mời quý vị thưởng âm. Đường xưa in bóng ai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết bạn lòng người, vui nay xa cách rời. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù nó cùng sở hữu loa bát 4 tấc nhưng khi đứng cạnh so với chiếc Temasek GD159 thì chiếc ProSync VK15 Super này nó có một thiết kế ngoại hình kích thước nó nhỏ hơn khá là nhiều. Sự nhỏ gọn luôn là chất lý thiết kế của hãng này. Đặc tính của dòng loa ProSync, nó mang lại chất âm rất tinh khiết, đặc biệt là trung âm và những tiếng chép của nó cực kỳ trong sáng, cực kỳ chân thực. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt lớn nhất đối với chiếc VK15 Super so với chiếc VK12 Infinity hôm trước mình vừa giới thiệu. Đó chính là kích thước của loa lớn hơn, một củ bát 40 thay vì chỉ là bát 30 trên chiếc VK12. Nhờ đó, nó tái tạo một giải trầm sống động hơn, uy lực hơn, mạnh mẽ hơn. Phút gần gũi nhau mất rồi. Ngoài sự khác biệt về loa trầm, tức là loa bát 40, thì việc thùng loa nó lớn hơn, nó dẫn tới khả năng cộng hưởng giải trầm xuất sắc hơn rất nhiều so với phiên bản bass 30 trên chiếc VK12 Infinity. Giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết bạn lòng ơi, xa cánh rơi. Về mặt cấu tạo, dòng ProSync nó thường thiết kế hai đường tiếng, tức là chỉ bao gồm một bát và một chép, không có sự xuất hiện của loa chung. Tuy nhiên, quý vị có thể cảm nhận được âm thanh của nó vẫn rất hài hòa, cân bằng. Trung âm của nó nổi bật, không thua kém bất cứ một dòng loa 3 đường tiến hiện nay trên thị trường. Ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông đường lối vắng xa nơi thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Chiếc loa có trọng lượng 34 kg, nhờ vậy nó càng tạo nên một giải trầm uy lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, quý vị được trang bị hệ thống bánh xe giúp cho việc di chuyển của loa không gặp bất cứ một khó khăn nào cả. Một điểm nhấn trên thiết kế của chiếc loa này, đó là mình rất thích thú. Quý vị có thể nhìn thấy cái mặt lưới phía trước nó nằm chìm bên dưới cái viền loa bảo vệ xung quanh. Nó giúp tạo cho một vẻ đẹp liên lạc cho sản phẩm, nhìn vào nó không chán mắt. Ngoài ra nó cũng tăng thêm cái vẻ chắc chắn, vẻ cao cấp cho chiếc loa. Với mặt lưới phía trước có hai phiên bản để quý vị lựa chọn theo màu sắc, đó là màu xám cái trước mắt quý vị và một phiên bản màu vàng.
buồn giang dao nhớ hôm nào xui mềm chung chuyến xe đêm. Bảng điều khiển được bố trí ngay bên phải của loa. Quý vị có thể nhìn thấy những chức năng thông dụng giống như những dòng loa kéo khác, không mấy khác biệt. Tuy nhiên nó được thiết kế nhìn nó thoáng đãng hơn. Bảng mạch nhìn có cái gì đó rất cao cấp, quý vị có thể nhìn thấy. Một màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động của loa, khe cắm USB và thẻ nhớ, các nút chỉnh âm lượng, âm thanh và micro, hai cổng cắm mic dây và hai cổng cắm nhạc cụ, một công tắc nguồn hai chế độ, cổng nguồn 220V và cổng nguồn 12V. Có một điểm cộng về chiếc loa kéo này, đó là giá bán của nó. Nếu như chiếc Prosync VK12 Infinity hôm trước mình giới thiệu cho quý vị và các bạn Bát 30, giá của nó lên tới 7,5 triệu. Tuy nhiên, chiếc loa kéo VK15 Super này giá chỉ 8 triệu đồng, chỉ thêm có 500.000 đồng. Quý vị có một loa bát lớn hơn, Bát 40 so với Bát 30 thì khác biệt rất nhiều rồi. Thùng loa lớn hơn, công suất phát nhạc và giải trầm ấn tượng hơn rất nhiều. Một mức giá chênh lệch nhau 500.000, đáng để quý vị đánh đổi. Cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Âm thanh của Prosync rất chất lượng, quý vị có thể cảm nhận được từng giải âm của nó thể hiện cực kỳ sống động, cực kỳ chân thực và chi tiết. Đặc biệt là trung âm và giải cao, mình luôn nhấn mạnh trung âm và giải cao của nó cực kỳ sắc nét. Lòng buồn giang dao nhớ hôm nào xui mìn chung chuyến xe đêm anh gặp em, môi em. Và thứ ăn tiền trên chiếc loa này còn không kể đến là cặp mic đi kèm theo loa. Cặp mic nó nhìn rất cao cấp. Quý vị đang nghe tiếng mic của loa kéo Prosync VK15 Super. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Âm thanh của nó xử lý rất tinh tế, đặc biệt độ ứng vang nhạy và giọng nói trở nên mượt mà, ấm áp hơn. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá bán cho chiếc loa này là 8 triệu đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic. Giá bán bao ship toàn quốc, riêng đặc biệt với sản phẩm của Prosync, bên mình luôn có chính sách bao vận chuyển toàn quốc, có nghĩa quý vị không cần phải chịu chi phí vận chuyển. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển. Hãng loa kéo Prosync thì có rất nhiều các mẫu loa đang hot trên thị trường. Tuy nhiên, mẫu VK12 Infinity và VK15 Super là hai mẫu loa kéo tiêu biểu của hãng này, có doanh số bán hàng tốt nhất trong thời gian vừa qua, nên mình đã lấy hàng về và mang lại những video clip đánh giá trải nghiệm để quý vị tham khảo thêm được những sản phẩm trong phân khúc cao cấp. Tiếp theo xin mời quý vị hướng mắt sang bên cạnh, chúng ta cùng đến với chiếc loa kéo quen thuộc, một cái át chủ bài của dòng Temisen GD, đó chính là chiếc GD159. Quý vị hãy lắng nghe, chúng ta cùng trải nghiệm, đánh giá và so sánh chất âm giữa hai chiếc loa kéo này. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn... Nếu như quý vị thường theo dõi các video clip đánh giá của loa kéo xanh, chắc hẳn quý vị sẽ thấy rằng Temisen GD nói chung và sản phẩm Temisen GD159 nói riêng
gần như là một tượng đài bất khả chiến bại của những dòng loa kéo cao cấp hiện nay trên thị trường. Nó gần như không có đối thủ trong tầm giá. Nếu như chiếc Brosing VK15 Super nổi bật với trung âm và giải cao chi tiết sống động chân thực, thì chiếc Tempisen GD159 nó lại ấn tượng hơn với giải trầm mạnh mẽ, sâu lắng, khủng khiếp hơn. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê. Ngày đó tay em dài vung cuộc tình thật đầy mơ. Cũng dễ hiểu thôi, với trọng lượng và kích thước lớn hơn, chiếc GD159 này nó sẽ có ưu thế về giải trầm. Tất nhiên, về trung âm và giải cao thì nó vẫn phải nể chiếc Brosing VK15 Super một phần. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành. Độ chi tiết và sắc nét, rõ nét của trung âm và những tiếng chép nó có phần kém một chút so với chiếc Brosing VK15 Super quý vị vừa nghe lúc nãy. Tất nhiên, khi so sánh hai sản phẩm cao cấp đầu bảng hiện nay, mình có thể nói là một công việc bới bèo tìm bọ. Thực ra hai chiếc loa này khi đứng độc lập hoặc đem so nó với các dòng loa kéo khác trên thị trường thì gần như nó không có một điểm trừ nào cả. Tất nhiên, chúng ta đem hai cái gần như là đỉnh nhất đem so với nhau, chúng ta vẫn phải đưa ra được cái sự khác biệt, cái điểm mạnh và điểm yếu của từng loa. Và đó cũng là tiêu chí marketing của loa kéo xanh. Chúng tôi luôn đưa ra những sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm trong quá trình tiếp thị để quý vị có thể biết được điểm yếu, điểm mạnh của từng sản phẩm, từ đó lựa chọn ra sản phẩm phù hợp với cái cảm nhận, cái nhu cầu của mỗi cá nhân, mỗi người. Ngày đó tay em dài vung cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi khi lá hoa. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm chiếc mic của loa kéo Tempisen GD159. Alo, quý vị đang nghe tiếng mic của loa Tempisen GD159. Alo, âm thanh của nó rất dày và ấm. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Về chất X, mất chất mic thì mình đánh giá là hai chiếc loa này ngang phèo. Nếu như trên chiếc Brosing VK15 Super mic của nó trầm hơn, êm hơn, mượt hơn, thì trên chiếc Tempisen GD159 mic của nó sáng hơn, tiếng vang và tiếng nhại của nó sắc nét hơn. Nhìn chung là tùy theo cảm nhận và cái sở thích cá nhân của mỗi người thì chúng ta sẽ lựa chọn ra một chiếc loa phù hợp. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, từ không bao giờ còn. Và cuối cùng là giá bán cho chiếc Tempisen GD159 là 6.600.000 đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic khi quý vị mua loa. Lưu ý, giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển, chỉ có riêng hãng Brosing là bên mình sẽ bao vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra tất cả các dòng loa khác thì giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo, xin mời quý vị hướng mắt sang bên cạnh, chúng ta cùng đến với một sản phẩm đình đám đến từ thương hiệu Sansui. Đó là chiếc Sansui SG315. Mời quý vị thưởng âm. Quý vị và các bạn thân mến, chất mic, chất nhạc của Sansui luôn có một gì đó khiến cho bất kỳ đối thủ nào của nó đều phải kiêng nể. Đặc biệt
hiệu ứng của nó giúp cho chúng ta cảm thấy rất nịnh tai khi nghe chất nhạc của Sansui. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thân dài, ta mặc tình dòng trời. Tiếng bass cực mềm, cực êm, cực mượt, nó tạo nên cho dòng loa Sansui một điểm nhấn mà không có bất cứ một dòng loa kéo nào có được. Sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê. Cũng giống như chiếc Temisen GD159 thì chiếc Sansui SG315 nó được trang bị hệ thống loa 3 đường tiếng với một bát 40, một trung 15 và một chép kèn. Âm thanh của nó rất cân bằng, rất chi tiết. Cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài. Nói đến đây, có lẽ rất nhiều quý vị bảo rằng ông này đánh giá review so sánh thật là ba phải, cái nào cũng khen. Nhưng xin thú thật với quý vị là ba cái chiếc loa này thì mình không thể chê cái nào được, bởi vì nó quá xuất sắc, nó quá tuyệt vời. Cũng giống như những dòng loa khác, khi đánh giá mình đều đưa đầy đủ các yếu tố vào: chất lượng âm thanh, công suất phát nhạc và chất lượng của micro, kèm theo yếu tố đó là giá bán để đánh giá cho quý vị. Và trước mắt quý vị là chiếc mic đi kèm theo chiếc Sansui SG315. Mic rất đẹp. Alo, quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe tiếng mic của loa kéo Sansui SG315. Đặc tính của dòng Sansui, nó luôn mang lại chất mic mềm dẻo, sâu lắng, đặc biệt là hiệu ứng vang nhạc được thể hiện cực kỳ mượt mà. Nói chung rất xuất sắc trên loa kéo này. Và giá bán cho chiếc Sansui SG315 là 7.200.000 đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic khi quý vị mua loa. Xin quý vị lưu ý nhé, thực ra chiếc mic kèm theo Sansui SG315 là mic màu hồng. Đây mình lấy luôn một chiếc mic của SG2 là mic màu bạc, tại vì bản chất những dòng mic này dùng chung với nhau và nó không khác gì nhau cả, cùng mic dòng Sansui với nhau. Còn khi mua chiếc SG3 thì mic kèm theo nó là mic màu hồng y hệt như thế này, nhưng mà là màu hồng, quý vị lưu ý. Ngày đó tay em dài vung cuộc tình. Nhìn chung ba chiếc loa này phải nói là tuyệt vời, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Mỗi thứ, mỗi cái nó có một số điểm cộng và điểm trừ, tuy nhiên đối với chúng thì nó quá là nhỏ thôi, bởi vì nó không chênh lệch nhiều. Nếu như quý vị yêu thích một âm thanh chi tiết cân bằng, đặc biệt là trung âm nổi bật, những tiếng chép của nó trong sáng leng keng, quý vị hãy lựa chọn chiếc ProSync VK15 Super, giá bán 8 triệu đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic, giá bao ship toàn quốc. Nếu quý vị muốn một chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo công suất lớn, đặc biệt dài trầm của nó cực kỳ ấn tượng, cực kỳ sống động, hãy lựa chọn chiếc Temisen GD159, giá bán 6.600.000 đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic khi quý vị mua loa. Ngược lại, quý vị muốn một chiếc loa nhỏ gọn thôi nhưng âm thanh tuyệt vời, tiếng bass mềm mại sâu lắng, tiếng mic của nó êm ái ngọt dịu, đặc trưng của dòng Sansui, hãy lựa chọn chiếc Sansui SG315, giá 7.200.000 đồng, tặng ngay một bộ pin sạc khi quý vị mua loa. Mọi nhu cầu về tư vấn mua sắm xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên góc màn hình hoặc truy cập website loakeosanh.com để tham khảo những sản phẩm khác. Mình xin được kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.